Xin chào cả nhà nhé. Sau đây tôi xin test một sản phẩm. Đó chính là cây đàn nhị độc tấu gỗ cẩm lai. Mời các bạn xem hình thù, hình dạng và cấu tạo của nó. Bát này là đục nguyên khối nha các bạn nhé. Bát đục nguyên khối luôn. Cần rất chắc chắn nha. Phun bóng nên là để rõ cái gân 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 gỗ nhìn rất đẹp. Đó. Đàn này thì dành cho độc tấu. Nếu mà các bạn không còn lạ gì nghệ sĩ Trần Văn Sâm đúng không? Thì đấy thì cái dạng mà cái dạng những cái bài mà cây đàn này sẽ sử dụng đó là dạng bài như thế. Nếu mà các bạn ấy đã có cây líu, cây nhị hai rồi ấy, cây mà lên dây đồ son ấy. Có nhiều khán giả học đàn của kênh YouTube của mình ấy thì có một cây đàn đó là dây đồ son, thì nhiều khi mình có những cái bài mình phải dạy trên dây sòn rế này thì nó mới hợp với cái bài đấy. Thì các bạn đấy bảo là cái đàn kia có lên được đàn đàn dây đồ son, có lên được dây sòn rế không, thì mình xin giải đáp với các bạn là không nên lên như thế. Lên như thế nó có khi có thể nó sẽ dẫn đến bị đứt đấy, nên là các bạn đừng nên như thế. Nếu mà các bạn chơi đàn đam mê thực sự thì nên có hai cây, một cây là mình chơi dây sòn rế, một cây là mình chơi dây đồ son, bởi vì là có những bài phải chơi dây sòn rế nó mới hợp đấy, kiểu như thế. Ví dụ như bài Tôn Ngộ Không hái trộm đào chẳng hạn đấy, thì các bạn sẽ phải chơi dây cao thì nghe nó mới hợp, bởi vì bài đấy nó thuộc dạng là bài nó mang cái tính chất vui tươi hài hước ấy, thì phải chơi dây cao. Chứ còn chơi dây thấp thì nó vẫn ra bài nhưng mà nghe nó không ra được cái, nó không lột tả được hết cái hay của bài đấy đúng không? Ví dụ. Đấy, ví dụ là như thế. Rồi, sau đây mình xin test qua cái cây đàn này nhé. Đấy. Đấy, ví dụ như kiểu là cái bài vừa rồi nó là bài Kể Chuyện Ngày Mùa này. Bài này cũng là một trong những bài đặc trưng của đàn nhị độc tấu, đó là bài Tình Quê Hương. Đấy,
Bèo giặt mây trôi. Vâng. Đấy, vừa rồi là mình đã test xong chiếc đàn nhị độc tấu gỗ Cẩm Lai do bên xưởng mình sản xuất. Thì đây cũng là một cái để cho các bạn tham khảo, nếu mà bạn nào mà đã có một cây nhị dây đồ son rồi thì cũng có thể bổ sung thêm phần thiếu của mình, đó là dây sòn rế, để chúng ta có thể chơi được phong phú nhiều bài hơn. Đó, thì chúc các bạn sẽ có sự lựa chọn đúng đắn dành cho riêng mình. Xin chào các bạn.